Làm gì vậy? Hôm nay đi học sao rồi bà chị? Quậy. Đó 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 anh chị thấy không đó, cái gương mặt này nè, đó là cái gương mặt bây giờ nha, già chát đó đó đó, hồi nhỏ nè đó, cái hình hồi nhỏ kế bên kìa, ghét không? Thấy ghét không? Hôm nay đi học làm sao? Ok phải không? Ăn uống gì với ổng không? Bánh hả? Sao ăn bánh không vậy? Tắt máy nói chuyện chút coi, bấm dừng lại nói chuyện chút coi, tâm sự đời tôi tí coi. Rồi vậy đi. Rồi dừng lại. Rồi hôm nay làm sao? Đi học làm sao? Good hả? Hôm nay học cái gì vậy chồng? Nào rồi cô tô màu, con tô màu hay là cô chỉ con tô vậy? Con tô màu. Cha phối màu đẹp ha, này giống tranh chiều tượng quá à. Con học hai cái thôi. Học hai cái thôi hả? Cái này con ở nhà con làm. Cái này là về nhà con mới tô gì? Con tô trên trường một ít xong về nhà tô một ít phải không? Con có hai cái ở trong đó rồi. Vậy ngồi đây mình nha. Ngồi đây mình đi. Nhưng mà con mệt rồi. Mệt hả? Dạ. Sao mệt? Ai làm gì mệt? Vậy con có hỏi trang mụn miền con ngọn dạp. Hai câu chuyện nó không liên quan. Tự nhiên ngồi đây một mình cái tự nhiên mệt vậy đó hả? Tự nhiên mệt bất tử. Ồ, vậy là nãy giờ người ta dọn dẹp đó à? Dạ. Trời giỏi quá ta. Này chi xuyên đột sức ha. Thầy coi ở trang. Ngày mai có đi học nữa không? Một cái. Đi học một ngày nữa phải không? Mà được nghỉ phải không? Ngày mai vô đi học đem mền về nha. Là ngày mai học ngày mai nữa là được nghỉ đó, sung sướng cuộc đời nha. Thích không? Ngồi máy bay ông bà cô chú đi. Cái nhân vật này đang ngủ nè, cái nhân vật này vô chơi với em nè, ngày nào đi học về cũng vô chơi với em hết trơn á. Là làm cái gì vậy? Dao chay. Tay bị gì lao? Dơ. Dơ à. Vui vẻ quá, nó về nhà cái là nó ôm cái máy đó 24/24 luôn đó anh chị. Nó ghiền coi máy đến tột độ rồi. Nhân vật này đang ngủ nè, làm cho một bình sữa xong rồi ngủ ngon không nè. Chưa có tắm rửa gì luôn á, đợi anh ngủ dậy rồi lau người cho ảnh chứ hôm nay dậy trễ quá rồi, không có thể nào mà tắm gội đầu được. Bây giờ là 7:40 rồi, 7:40 tối rồi mà chưa tắm luôn. Em không có tắm sớm, em tắm trễ lắm. Em không có giống như ngày xưa là tắm sáng hoặc là tắm trưa, em toàn là 3-4 giờ, 5 giờ, 6 giờ thì 7 giờ mới tắm đó. Mà tắm rồi buổi tối thì có thể là tối nó ngủ ngon mấy anh chị. Nó nằm ngủ và thấy ghét không sẽ like. Em không có theo cái gì hết, em để cho nó tự nhiên, nó muốn làm gì đó nó làm, nó ngủ sao nó ngủ, nó nằm sao nó buồn ngủ thì để vậy đó cho nó nằm nó ngủ thôi à. Bỏ chai vô chai chuỗi sao? Bỏ chai vô chai chuỗi. Đúng rồi, phải chùi từng ngón biết không, nó mới sạch sẽ. Con thấy cái nằm cái nhà cho trên cái nó chưa. Chà, dậy rồi, muốn dậy rồi, dậy đi anh ơi. Dậy rồi, dậy rồi, Mèo, mèo, dậy rồi hả? Dậy rồi hả? Con dậy rồi hả? Ngủ có ngon không? Ngủ ngủ có ngon không? Cười. Ngủ có ngon không vậy? I'm just trying to sleep. Ngủ có ngon không? Hả? Khoái chị ba lắm. Rồi chị ba chơi với em nha. Đang làm chuyện nha. Hai chị em chơi với nhau nha. Ok la. Ok la. Giờ hai chị em nó ngồi ở đây chơi. Mèo nó mới dậy để cho nó tỉnh tỉnh tí xíu rồi em tắm nó.
Rồi giờ em xoay qua em tắm cho thằng mèo. Đây lau người đơn giản thôi, không gọi đầu tại trễ quá rồi, gần 8 giờ rồi, lấy cái thau nhỏ này múc miếng nước thôi. Thôi để giờ lau người cho nó xong rồi cho nó bú biết nữa.